Vâng, xin được trân trọng chào mừng quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Phạm Huấn. Thì trước tiên thì Phạm Huấn xin được gửi lời chào tới quý cô bác và gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn đã quan tâm đến kênh và ủng hộ kênh của mình suốt thời gian qua, cũng như là quan tâm đến những cái sản phẩm mà bên mình đã và đang phân phối trên thị trường, phân đúc viên kê con kê, rồi bẫy chuột thông minh, rồi cái dòng sản phẩm về bay xây dựng. Đó, thì cái bay xây dựng này cũng tương đối là đa dạng về mẫu mã và chủng loại. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái dòng sản phẩm đó là một cái bay răng cưa đấy, tên ký hiệu của nó gọi là bay răng cưa luôn. Một cái sản phẩm đó là bay răng cưa, chiều dài của bay là 17 cm, chiều ngang là 9 cm đấy, và chiều dài của cán là 15,5 cm đấy. Phần cán thì được phía đầu trong thì được bo bằng đồng, đầu ngoài thì được bo bằng cao su, khi cầm thì tạo cảm giác mềm mại và nhẹ nhàng. Đấy, phần cán này thì được dập bằng máy cho nên là rất là chắc chắn, và phía sau thì có hệ thống đinh chốt. Đấy, đinh chốt vào phần thân này để chúng ta sử dụng rất là chắc chắn, và phần gắn với bay thì chúng ta sử dụng 4 đinh nhôm. Đấy, 4 đinh nhôm và cũng đều dập bằng máy hết, và khi dập bằng máy này thì nó rất là phẳng và chắc chắn luôn chứ không làm thủ công. Đó, thì đây là cái bay răng cưa của bên mình. Thì các bạn có nhu cầu về dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ tới Phạm Huấn để được tư vấn. Bay răng cưa này thì nó cũng có hai hướng, đó là dành cho người thuận tay trái và người thuận tay phải để chúng ta sử dụng. Đấy, đây là bên phải này, đây là bên trái này. Đó, thì chúng ta có thể sử dụng một trong hai cái hướng này để chúng ta làm, thì tùy theo cái thói quen cũng như là cái cách sử dụng của từng người. Đấy. Thì các bạn có nhu cầu về dòng sản phẩm nào thì có thể liên hệ tới Phạm Huấn số điện thoại Facebook, Zalo để được tư vấn về các dòng sản phẩm này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.